party. Ok, xin chào mọi người, thì hôm nay mình có đi ăn uống đi à, chưa có cơm à. Thì hôm nay mình đi ăn cơm, quán cơm này mình đã ăn 7 năm ở Sài Gòn. Nên mình muốn giới thiệu với mọi người. Thì quán cơm này nó ở, mình chỉ nhớ cái 15-10 cái địa chỉ Độc Lập. Rồi các bạn tới chỗ địa chỉ là 15-10 Nguyễn Độc Lập đó. Thì đó, các bạn ăn cơm thì chỗ này bán cơm cực kỳ ngon đó. Đó, thì hôm nay mình sẽ ăn món lột hạt cảm nè, gà món tôm nè, cá thu. Rất là nhiều món, không nhìn tình sọ mà giá nó cũng hợp lý thôi, cũng 30.000 đến 35.000 thôi. À. Mình ăn riết mà hết một tâm giá luôn. À, các bạn thấy món tôm. Đây, dĩa kè này, kè. Thịt lột. Kè này tủa rất là ngon luôn á. Nhìn mình bảo đảm là chỗ này ăn thì sạch sẽ. À, nếu các bạn muốn thưởng thức thì cứ tới đây. Ok, thì sau khi mình ăn cơm rồi mình sẽ qua bên cái tòa nhà. Đó, mình đang qua bên tòa nhà này. Tòa nhà này gọi là tòa nhà của Viettel. Đó, rất là đẹp. Cái tòa nhà này chủ đầu tư và chủ của tòa nhà này là của Viettel. Đó, nhưng mà rất là nhiều công ty vô đây thuê những cái văn phòng để họ làm việc. Đó, thì hôm nay mình đi với hai bạn trẻ này. Rồi giờ mình đi uống Highland Coffee với một cái anh cũng làm việc với tụi mình khá lâu. Về đây mình gặp những người bạn cũ thôi chứ người bạn mới thì rất là ít. Mới thì toàn là hầu như là đối tác thôi. Để làm bà ăn sau này. Highland thì bây giờ là Highland gọi là chùm. Nhưng mà cái chống lung của con 7 ngon hơn, thấy con 7 ngon hơn. Đi tối đi. Bây giờ là mình hôm nay thì mình sẽ có một cái event, chụp event ở dưới Hồ Tràm. Đó, thì bây giờ là mình đang tới chỗ Grand Hồ Tràm rồi. Đó, thì khoảng như mọi năm thôi, thì cái event này một năm tổ chức 2 lần. Cũng thì là một cái festival âm nhạc cũng khá là hay. Thì bây giờ là mình đang trên chuyến hành trình để mình đi, mình đã tới Hồ Tràm rồi. Bây giờ mình vô mình check in, mình lấy phòng để mình chuẩn bị đồ để tối nay là mình làm event. Thì mình đã check in xong ở Hồ Tràm rồi, bây giờ mình sẽ đi lấy phòng với mấy thanh niên này. Đây là bốn, đây là 3 thanh niên xuống trước, lát nữa còn 3 người nữa. Đó, Hồ Tràm, Grand Hồ Tràm rất là đẹp và đã lên đẳng cấp 6 sao phải không? Dạ đúng rồi. Dạ bây giờ đã lên đẳng cấp 6 sao rồi. Chỗ này là có casino nhưng mà đánh là phải người nước ngoài mới đánh được, người Việt Nam không cho đánh. Sắp xếp gọn ghế đồ nha, đừng quăng lung tung. Rồi nhóc nha. Ừ. Rồi đi ăn sao đúng không? Rồi mình đem đồ xuống mình làm luôn á. Ổn định đội hình gọn gàng. Ồ tính ra đợt này mình ở thấp quá ha. Cơm thôi. Thôi. Ok thì
như các bạn đã thấy là nãy mình có quay cho các bạn coi cái chỗ mà hành trình của mình đúng không? Đẹp quá, rất tâm đẹp quá hoài. Dạ. Thì hôm nay là mình đi chụp cái event cho bên anh Hồng Pixel Media Lit. Pixel Media Lit nên lại những cái event này mình đã đi nhiều rồi và năm nào cũng tổ chức từ 1 tới 2 lần hết á. Thì nó rất là vui. Thì mình chỉ quay với các bạn một ít cái đoạn mà mình làm việc thôi, tại vì cái tiệc này nó hơi ồn ào nên mình chỉ quay cho bạn xem xíu thôi. Ok, cảm ơn các bạn. Ok, các bạn nhớ subscribe kênh của mình nha. Thì hiện tại có một cái sự cố nhỏ ở chỗ này là trời đang rất đen nên mọi người đang rất hoang mang trong cái việc tổ chức event nên cũng đang cúng kính cầu trời cầu Phật. Mình cũng vậy, bên là chụp ảnh thì cũng cầu trời cầu Phật cho cái event nó diễn ra tốt đẹp thì để mình có được những hình ảnh tốt nhất cho cái buổi event này. Thì trời đang bắt đầu quang rồi, mình cũng may mắn. Thì tối nay mình sẽ quay với bạn xem một đoạn nhỏ của cái event nha. Ok, thì hôm qua thì bạn có coi cái event của mình rồi. Thì mấy anh em mình đang ngồi kia kìa, đang tận hưởng cái ngày vừa đi làm mà vừa đi chơi. Thì ở đây là ngồi hồ bơi của Hồ Tràm. Thì bây giờ thì Hồ Tràm thì là lên 6 sao rồi. Đó, đây là cái khung cảnh đây. Đó. Thì đây là cái chuyến hành trình ngày mai là mình phải lên máy bay mình về Việt Nam. Thì đây có thể là cái chuyến hành trình mà ở Việt Nam mình đi là gọi là cái nơi mà mình đi cuối cùng ở tại Việt Nam là ở Hồ Tràm. Đó. Thì chuyến hành trình này rất là vui, trong thời gian qua rất là vui, rất là nhiều cái trải nghiệm chuộc đời mình. Thì rất là cảm ơn mọi người đã xem những video của mình và mình sẽ trở lại về Mỹ và sống những cuộc sống cho mình sẽ quay trở lại Mỹ và sống lại cuộc sống đi làm, đi hành thiện rồi này kia nọ về có những dự án mới trong tương lai. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều vì cái thời gian qua đã xem những video của mình và đã ủng hộ mình, và trong thời gian tới thì mình sẽ làm những video tiếp tục về sống Mỹ của mình và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Và nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.